Hi, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Bích Ngọc đây. Thì hôm nay thì Ngọc sẽ báo giá xe Vario 125 mẫu nhập tiền Indo vào cuối tháng 10 này cho mọi người ha. Hiện tại đang đứng cái em Ngọc đây là em xe màu xanh nhám phiên bản 2023 nha. Mẫu này thì sẽ sử dụng khóa thông minh. Hiện tại thì bên Ngọc xe thì nó có trang bị một vài món phụ kiện cơ bản theo xe. Nếu mà mọi người thích thì bên Ngọc đang có full option cho mọi người luôn. Ví dụ như phía trước thì nó sẽ có chống độ trước này, bao tay này, kính kiểu này, đúng không? Bao tay này, kính kiểu này. Và phần phía sau thì bên Ngọc có lên cho mọi người là bộ e trong này, phục này. Thì khi mà mình đến trực tiếp cửa hàng thì bên Ngọc có lên sẵn. Mọi người thích cái nào thì bên Ngọc sẽ lên theo em xe đó. Hiện tại xe nguyên bản, bản thời trang này luôn. Hiện tại bên Ngọc chỉ có giá từ 40 triệu 500 thôi nha mọi người. Giá này chưa bao gồm biển số giấy tờ. Tùy theo khu vực mọi người có liên hệ trước với Ngọc thì để Ngọc hỗ trợ tư vấn thêm cho mọi người ha. Hiện tại thì bên Ngọc nếu mà mọi người có thể là mình thích những màu khác thì nó sẽ là màu 3D. Thì bên Ngọc có đổi màu sơn cho mọi người bảo hành xe 1 năm luôn nha. Nếu như mà mọi người có tương tác trước với Ngọc thì mọi người sẽ được tặng thêm là voucher giảm giá từ 500 đến 1 triệu nha. Và khi mà khách hàng từ xa ghé thì bên Ngọc có hỗ trợ thêm chi phí đi lại cho mọi người này. Mua xe bên Ngọc là bao tặng quà luôn, tặng cho mọi người là combo 10 phần quà theo xe và một phiếu bốc thăm trúng thưởng mua xe trúng xe nha mọi người. Bảo trì bảo dưỡng xe chọn đời từ bên Hành Dương Phát. Tiếp theo là nếu như mà mọi người có dự định là mua trả góp, mình chưa có đủ tài chính để mua tiền mặt thì đối với em xe này mình trả trước giúp Ngọc tầm khoảng từ 4 đến 5 triệu là góp được xe, đủ 18 tuổi căn cước công dân là được nha. Và hiện tại thì Ngọc đang đứng ở địa chỉ là Hành Vương Phát 2, số 6, khu phố 1, phường Hòa Phú, Thủ Dầu 1, Bình Dương, đối diện bến xe Phú Chánh. Nếu như mà mọi người có thắc mắc gì thêm thì cứ liên hệ số Ngọc để bên dưới màn hình nha. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video của Ngọc. Xin chào và hẹn gặp lại.